Thu Nguyệt này, à, trong những bài trước ấy chúng ta đã học nhiều mẫu câu rồi. Vậy hôm nay chúng ta học mẫu câu mới nào nhỉ? Vâng, Hồng Anh. Hôm nay chúng ta học mẫu câu Quản A Chào B Có nghĩa là Gọi là Sau đây chúng ta học phần 1 Trung Quốc nông thôn Chính trang quản ma chào nháng Quản bà chào tia Có nghĩa là Nông thôn Trung Quốc thường gọi mẹ là bu, gọi bố là thầy. Trung Quốc nông thôn học tiếp mẹ Trung Quốc gọi <laughs> Trung Quốc mẹ là mẹ là mẹ mẹ có nghĩa là người Trung Quốc gọi mẹ vợ là nhạc mẫu, bố vợ là nhạc phụ. Trung Quốc人管妻子的母親叫岳母,妻子的父親叫岳父. Mời các bạn học tiếp. Trung Quốc人管丈夫的母親叫婆婆,丈夫的父親 chào công cộng có nghĩa là người trung quốc gọi mẹ của chồng là mẹ chồng bố của chồng là bố chồng trung quốc nhân quản chồng phụ đà mẫu thân gọi mời các bạn học tiếp trung quốc nhân thông thường quản chị tử gọi lão có nghĩa là người Trung Quốc thông thường gọi vợ là bà xã gọi chồng là ông xã Trung Quốc đến thông trắng mời các bạn học từ mới Nhàng có nghĩa là mẹ bu tia có nghĩa là bố thầy chi tử có nghĩa là vợ yue có nghĩa là mẹ vợ phụ có nghĩa là bố vợ phố phụ có nghĩa là mẹ chồng công cộng có nghĩa là bố chồng lão phố có nghĩa là bà xã. Lào cung có nghĩa là ông xã. Mời các bạn học tiếp phần 2. Bài tinh Hoa quản quan xì hảo, chào quan xì thiệt. Có nghĩa là tiếng Bắc Kinh gọi quan hệ tốt là quan hệ thép. Bài tinh Hoa quản quan xì hảo, chào quan xì thiệt. Mời các bạn học tiếp. Bắc Kinh Hoa, quản quan hệ hảo đa nam tính bạn hữu, gọi thẻ cơ mờ. Có nghĩa là tiếng Bắc Kinh gọi bạn trai quan hệ tốt là anh em thép. Bắc Kinh Hoa, quản quan hệ hảo đa nam tính bạn hữu, gọi thẻ cơ mờ. Mời các bạn học tiếp. Bắc Kinh Hoa, 管狭窄的街道叫胡同。O, con nghĩa là tiếng Bắc Kinh gọi đường phố chật hẹp là ngõ. Bắc Kinh 话管狭窄的街道叫胡同。mời các bạn học tiếp. 上海话管狭窄的街道叫弄堂。

Mọi người gọi cô gái nước da trắng, dáng đẹp, điều kiện kinh tế tốt là Bạch Phú Mỹ. Rần mân quản, phí phú hảo, trọng đa phẹo lạng, chinh dị thảo kiện hảo đa nữ hài, chào Bạch Phú Mỹ. Mời các bạn học tiếp. Rần mân quản, cơ tử cao, trọng đa yên dụng, 经济条件好的男孩叫高富帅。có nghĩa là mọi người gọi chàng trai cao giáo, đẹp trai, điều kiện kinh tế tốt là cao, phú, 帅。人们管个子高、长得英俊、经济条件好的男孩叫高富帅。 Mời các bạn học tiếp. Nhân măng quản, lật ư trụ nhân, bất cầu hồi báo đà nhân, gọi hòa lê phong. Có nghĩa là mọi người gọi người hay giúp đỡ người khác không yêu cầu báo đáp là lôi phong sống. Nhân măng quản, lật ư trụ nhân, bất cầu hồi báo đà nhân, gọi hòa lê phong. Mời các bạn nghe Thu Nguyệt đọc lại lần nữa. Rân mân quản, lợi yu trụ rân, bù chiếu hối bào đà rân, chào hố lấy phong. Mời các bạn học từ mới. Xá trại. Có nghĩa là chật hẹp, hẹp hòi. CHẾ tạo. Có nghĩa là đường phố. Hú thông. Có nghĩa là ngõ. Nông thắng có nghĩa là hẻm. Phí phu có nghĩa là da. Phiào lẹng có nghĩa là xinh đẹp. Bái phu mệ có nghĩa là bạch phú mỹ. Yên chun. có nghĩa là tuấn tú đẹp trai. Cao phu xoài có nghĩa là cao phú xoáy.